Với chúng nó nhảy hết lên trên tháp rồi. Có thằng nào nhảy dưới đâu. Trông quả đầu to ngộ nghĩnh vãi. Nhưng mà vui anh em ạ, chế độ này mấy anh em rủ đồng đội vào đấy. Mấy thằng đầu to chơi game với nhau, vui không? Ô, thanh niên vừa nhảy xuống. Ô, lại nốc rồi. Chia buồn với các bạn nhá. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo. Sopsikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Cuối tuần vui vẻ anh em ơi. Yo, thì trong cái chế độ này, tức là nếu như mà các bạn bắn gục một tên địch, à không, thật ra thì anh em phải giết và ăn kill. Đó, cái đầu của anh em nó to vãi trưởng ra. Trông kiểu hài vãi. Nhưng mà nó cũng bình thường thôi. Đây là nhá, anh em ấy kill có một mạng thôi. Còn nếu như mà anh em bắn được thêm nhiều kill nữa thì chắc chắn là cái đầu của anh em nó sẽ to hơn nữa nha. Đó là một điểm vô cùng thú vị ở trong cái chế độ đầu to nhá. Hiện tại thì nó mở mấy ngày ấy, mình không nhớ nữa. Thì anh em có thể là vào game và chơi game trong chế độ đầu to nha anh em. À mà quên nhá, chế độ này thì các bạn có thể là được hồi sinh nha. Quan trọng là như thế này. Ê, làm gì đấy hả em ơi, nhảy dù á. Ui, đây nè mọi người, chúng nó toàn nhảy lên trên cái tháp thung lũng thôi. Riêng mình chơi thì mình lười nhảy lên đấy vai anh em ạ, ở dưới đi. Lúc đồ xong là kêu mạng có phải là ngon ăn hơn không. Ui, đồng đội nhanh tay thế, tôi đang định rút súng ra bắn. Đã xong rồi, được, thật sự. Yes, thế này chắc lên trên xíu ấy. Anh em thấy ai chưa? Vắng vai. À đây rồi. Ui, tuổi gì? Ui mẹ ơi, tí nữa được ăn mạng rồi. Nhưng mà đồng đội tôi thì các bạn ấy nhanh tay quá anh em ạ. Đó. Ơ, thằng nào ném lựu đạn ra vậy? Vào vả nó đi, ngại gì. Ui, đông phết nhở. Này, thanh niên. Ui, chán. Chán thanh niên quá cơ. Hai quả thanh niên chưa kịp nhảy dù xuống đã bị gục rồi. Nói gì nữa. Ơ, vãi. Đồng đội quá nhanh tay luôn anh em ạ. Được. Cái team này là một cái team ghép ngẫu nhiên thôi anh em. Tức là chơi game trong cái chế độ này ấy, bắt buộc các bạn phải có 4 người thì game nó mới cho anh em tham gia. Thanh niên này làm gì đây? Phóng lựu á? Đùa nhau à? Hình như là nó cầm cái pháo cầm tay hay sao ấy, nên là cái tầm bắn nó khá là ngắn, tôi hạ nó dễ vãi. Sau khi hạ gục đến mạng thứ 3 thì anh em có thể nhìn thấy là cái đầu tôi to vãi cả trưởng ra. Đồng đội nhanh vãi luôn. Cơ bản thanh niên này ngáo quá, nhảy ngay quả động yêu quá như team của tôi thì đúng là lên bảng. Nào ngoài này còn ai không? Bây giờ kiểu đạn súng trường với lại đạn tiểu liên mình ít vãi à. Tranh thủ kiếm thêm đạn anh em mà không kiếm được. Đậu xanh. Chán thật sự luôn. Ten ten, let's go thôi. Team mình trận này anh em bắn ác vãi này. Hiện tại là team mình hạ gục 18 mạng trên 40 rồi cơ. Vãi trưởng chưa? Gì đây? Ui hết mẹ đạn. Khổ vãi. Đang bắn hay tự nhiên hết đạn này, không để ý anh em ạ. Chế độ này thì kiểu như là nó giống dạng tốc chiến á. Thế nên là đồ đạc thì các bạn chỉ có thể là lượm từ kẻ địch thôi. Chứ còn là nếu như mà anh em loot từ đầu trận thì nó đã hết sạch đạn rồi, không có đạn để mà lượm đâu. Nào, người đâu? Vừa chúng nó nhảy hết lên trên tháp rồi. Có thằng nào nhảy dưới đâu. Trông quả đầu to ngộ nghĩnh vãi. Nhưng mà vui anh em ạ, chế độ này mấy anh em rủ đồng đội vào đấy. Mấy thằng đầu to chơi game với nhau, vui không? Ô, thanh niên vừa nhảy xuống. Ồ, lại nốc rồi. Chia buồn với các bạn nhá. Đậu xanh mấy thanh niên. Yes, ngon lành mọi người ạ. Thế là lại có thêm vài kill. Ui, bây giờ cái đầu của tôi ấy, nó còn khủng khiếp hơn cả lúc nãy này. Anh em thấy không ạ? Đổi qua XM8 nhưng mà ít đạn quá. Thôi, sai tạm nha anh em. Tôi tưởng là chỗ này có người. Đâu vậy nhỉ? Man, ở trên xong thấy những ui bắn rát thế. Mấy bạn ơi, từ từ thôi mấy bạn ơi. Bắn rát thì ai chơi rồi. Sợ thật. Ok nha, thì đây là một cái chế độ nó khá là vui. Nếu mà anh em chơi ranh chán ấy, các bạn vào đây này. Đấy, tuyển tập của những thanh niên đầu to. Thề, chơi nó vui nhộn vãi trưởng. Mẹ đồng đội sao đã gục thế này.
Mấy ông ấy kêu nhiều mạng là đầu nó to rồi, chịu khó núp đi. Mà nói thật là với cái đầu to thế này thì nghe em núp vào đâu được. Khó khăn phết nhá. Đó, thì đây là một cái câu hỏi mà tôi không biết trả lời với anh em như nào. Đầu to thế này các bạn chỉ có chạy vào trong nhà mà trốn thôi. Đậu xanh. Mà chúng nó nhảy rùa hết ở ngay trên tháp anh em ạ. Đâm ra là mình ở dưới này chả kiếm thêm được thằng nào nữa. Nghĩ nó chán anh em nhở. Mà anh em ăn cơm chưa? Tôi cứ phải hoàn thành cái video này mới ăn cơm được. Đó, chưa rồi. Ơ cái đậu xanh. Má mày, sao mẹ dám bắn ông đội tao? Cái thằng này mất dạy quá cơ anh em ơi. Ô, bạn ơi, bạn đâu rồi? Bạn ra đây, anh em mình solo. Ui. Ô, cái bíp gì thế? Vâng, và anh em hồi sinh. Lần này tôi sẽ nhảy lên cái tháp thung lũng kia. Ơ mà hình như là pha này kiểu xa quá không nhảy được. Hình như số nhọ vãi anh em. Không đến. Cái, đấy, mẹ. Kiểu này không đến chắc luôn anh em ạ. Chán vãi trưởng. Còn thiếu đúng một tí nữa là mình nhảy lên trên được. Bởi vì là thấy mấy anh em nhảy lên trên nhiều quá, tôi cũng muốn nhảy lên trên ấy. Thế thôi, bây giờ phải chạy xuống dưới ấy. Ôi đừng nhá. Chạy cẩn thận anh em ạ, không mất máu là toang đấy. 155 máu. Mẹ ạ, nhìn máu rát thế anh em ạ. Còn đúng 110 máu ấy. Thôi, qua đây lượm thêm này. Ồ, hình như là cái này là cái hòm sắt của mình lúc nãy à. Chuẩn mẹ ơi. À, đủ thanh niên nào trong này. Ồ, bạn ơi đừng chạy. Chạy đi đâu? Ừ, gì đấy? Chạy đi đâu? Ok, ok, cuốn máu cái anh em ạ. Ôi đừng. Cơ bản đầu mình to ấy, thế nên là địch bây giờ nó dễ bắn vãi trưởng à. Anh em nào mà muốn kiểu vào kéo tâm trong cái chế độ này, tôi thề nó dễ như chưa bao giờ được dễ anh em ạ. Đầu to mà. Xong mẹ ơi. Tâm này là phải làm lại cuộc đời thôi. Thôi thì coi như là mình lại nhảy xuống tháp thung lũng thôi. Lần này nhất định là phải nhảy lên được anh em ạ. Ồ, anh em chờ mình xíu nhá. Ok. Tôi phải nhảy lên cái tháp thung lũng này. Bắn nó với máu anh em ạ. Ok chưa? Ui. Buya mẹ luôn. Nghĩ chả biết nói gì anh em ạ. Đang tính nhảy lên solo với mấy thằng này, tự nhiên làm quả buya mẹ luôn. Thế này đúng đến quỷ luôn anh em ạ. Oh my god. Vâng thì bằng cái cách nào đấy thì team mình đã được top 1 rồi. Và anh em đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Bye bye.